thị trường đất nền Hà Nội đang ấm trở lại khi các động thái săn hàng của giới đầu tư ngày càng rõ nét. Theo dữ liệu thị trường bất động sản quý 2 năm 2024 của công ty Property Guru Việt Nam, ghi nhận mức độ quan tâm của người tìm kiếm đất nền đang tăng mạnh so với quý 1 năm 2021, đạt 33%. Lý giải về tâm lý mua đất nền của nhà đầu tư trước khi luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực quy định siết hoạt động phân lô bán nền, ông Nguyễn Quốc Anh, phó tổng giám đốc công ty Property Guru Việt Nam cho biết, tâm lý này chỉ xuất hiện ở một bộ phận nhỏ, còn hiện tại đa phần người dân đang trong tâm lý chờ đợi. Trong cái báo cáo khảo sát tâm lý của người tiêu dùng Việt Nam trong báo cáo bất động sản làm cho 6 tháng cuối năm ấy, thì cái chỉ số này không thay đổi. Nó phản ánh rằng là tâm lý của đại đa phần người dân hiện tại đang là chờ đợi. Tại vì cái luật ra đời thì nhiều khi người ta chưa đánh giá được cái hiệu ứng ra như thế nào. Một số người thì nghĩ rằng chúng ta cũng phải mua trước để chúng ta đảm bảo sau này có vấn đề gì chúng ta vẫn đã có nguồn cung rồi. Nhưng mà đại đa phần hiện tại thị trường đang vẫn là chờ đợi. Tâm lý thì ra tôi nghĩ rằng đấy là không có đúng có sai ở đây cả. Tại vì thực tế bản chất luật nó sẽ giúp cho thị trường tốt hơn, và chúng tôi vẫn đánh giá luật với cái việc đặc biệt việc áp dụng cái việc là định giá đất theo phương pháp gần hơn thị trường sẽ giúp cho giá trị đất nó được định giá tốt hơn, thì có thể có lợi hơn cho nhà đầu tư sau này. Ông Nguyễn Quốc Anh cho biết thêm, nhà đầu tư trước khi mua đất nền cần lưu ý đến thông tin quy hoạch, điều này quyết định đến tiềm năng tăng giá của sản phẩm đó trong tương lai. Trong giai đoạn vừa qua, đất nền đã có một cái sự thay đổi về cái mức độ quan tâm khá là tốt đối với khu vực vùng ven trung tâm. Thì cái vấn đề câu chuyện hiện tại chúng ta cần phải lưu ý rằng là phần lớn đất nền tăng được là do kỳ vọng của người mua. Tại vì thực tế là đất nền là cái loại hình sản phẩm gọi là đầu cơ mà. Chúng ta gần như chúng ta chưa làm được gì nó. Nên là muốn mà chúng ta có thể bán được với giá cao hoặc là cái giá tăng thì bắt buộc là cái yếu tố giúp cho cái đất nền nó bán được nó phải diễn ra. Ví dụ như là cái đường nó phải được xây dựng, có phải có tiến độ liên quan đến cái khu vực mà xung quanh cái khu vực đất nền đó. Do vậy tôi nghĩ rằng các anh chị các bạn đừng chỉ nhìn nó một tổng thể mà hãy đánh giá dựa trên khu vực anh chị mà định mua để xem là nó có tiềm năng trong giai đoạn sắp tới hay không. Các chuyên gia nhận định, luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, nguồn cung phân khúc đất nền sẽ bị hạn chế, trong khi đó nguồn cầu vẫn khá cao, vì vậy giá đất nền sẽ tăng lên. Tuy nhiên chỉ tăng ở một số khu vực có thông tin quy hoạch, hạ tầng rõ ràng.